Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, gần 7,9 tỷ đồng, đó là nguồn kinh phí vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2016 để thực hiện dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trên 7,2 tỷ đồng là vốn nước ngoài, gần 680 triệu đồng là vốn đối ứng. Từ nguồn vốn này sẽ được thực hiện hỗ trợ áp dụng công nghệ sản xuất, quản lý cà phê bền vững, và thực hiện công tác giám sát, đánh giá hiệu quả dự án. Được biết, đây là dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ, được triển khai thực hiện ở 5 tỉnh Tây Nguyên và 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020. Tại Lâm Đồng, dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững được triển khai tại 8 huyện, thành phố trọng điểm trồng cà phê là Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Lạc Dương, Đam Rông, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và Bảo Lâm. Mục tiêu của dự án là đến năm 2020 sẽ hỗ trợ 14.700 hộ nông dân áp dụng công nghệ tiên tiến để canh tác bền vững trên diện tích tối thiểu 16.000 hecta cà phê. Thành lập khoảng 20 tổ trên một nhóm nông dân sản xuất cà phê liên kết, mỗi năm cung cấp 5 triệu cây giống và hơn 1 triệu chồi giống vân vân. Với diện tích cà phê hiện có, ông vui còn nuôi thêm hơn 20 con chuồn hương để sản xuất cà phê trộn. Kiến thức về loại cà phê cao cấp này được ông vui học tập từ những người bạn ở Buôn Mê Thuộc và vùng đất Khánh Vĩnh, Khánh Hòa cách đây hơn 3 năm.